Hello mọi người, thì bữa nay mình sẽ làm một cái video về một cái vấn đề rất là quen thuộc, đó là vấn đề trích ngập và khẩm ngập. Thì bữa nay mình làm cái video này trước tiên là mình sẽ là khẩm ngập theo trích ngập phân tích theo cách bình thường trước. 3 ngày nữa mình sẽ có một cái video, đợi cái viên ngọc của mình nó giải khóa, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái video cách mà để tiết kiệm tiền trích ngập nếu mà ngọc của các bạn là ngọc full 5 trở lên ha. Còn nếu mà các bạn ngọc full 4 thì các bạn dùng cái trích bình thường hoặc là trích 4. Ở đây trích 4 thì giá của nó khoảng là chỉ có 80 kim như bạn thôi. Còn khi mà lên trích 6 là tới 2 kim, đó, gấp 50 lần luôn. Cho nên là ở đâu chưa tới gấp 25 lần nhé. Thì nếu mà ngọc full 6 thì phải chú ý là tiết kiệm tiền bằng cách là chúng ta sử dụng cái hai cái này đó. Thì 3 ngày nữa là mình sẽ làm cái video đó. Còn bữa nay là mình sẽ làm một cái video vui thôi, nhưng mà cũng coi như là chia sẻ cũng như là phân tích trải nghiệm cho nó vui ha. Để dọn sạch sẽ xíu ha. Rồi sạch sẽ rồi. Ok. Ok thì bữa nay là cái acc Nami của người bạn mình bỏ khá lâu rồi, mình cầm mình chơi thôi nhưng cũng không có chăm chút gì. Thì bữa nay mục tiêu của mình là thay cái trùng, thay cái nhẫn bằng cái trùng ha. Trùng mini, trùng trùng lâu triệu quá. Thì trước tiên mình đi đấu trùng trước đi, lấy tấm cái xe cách bán nhanh lợi này đó. Anh em nào mà chơi điểm danh hàng ngày á, thì đủ 8 tháng là sẽ đổi được 8 cái lệnh bài. Thì 8 cái lệnh bài sẽ đi đều đi qua đổi được cái trùng lâu ở Tô Châu á. Giờ đi đấu trùng lâu trước đi, đấu trùng lâu xong thì mình sẽ bắt đầu mình phân tích là nên trích như thế nào á, trích hàng nhẫn này nên chọn nhẫn nào để trích nè, rồi chi phí như thế nào. Đợt này thì full 4 năm thôi chứ cũng không có cao, cho nên là cách sẽ làm theo cách truyền thống mình đó là vậy. Báo danh nhận trùng lâu này, trùng lâu triệu này, trùng lâu quy thì đã có rồi nè, đồng ý thấy không, trùng lâu triệu nè. Rồi bây giờ đi đục lỗ ha, đi đục 4 cái lỗ trước đi, nói gì thì nói, đục 4 cái lỗ trước. Ok, mình đi lấy đục lỗ thì cái trùng lâu là nó là cấp 50 thôi, cho nên là cũng khá là dễ. Mình mua đục lỗ 6x là được rồi, là đủ đục rồi, không cần phải mua đục lỗ 8-9x đâu. Nhà đây đục nha, đục 3 lỗ trước. Đục lỗ bỏ vô. Đó, nó chỉ cho mình sử dụng cái đục 50 rồi, nó mới đục 50. Rồi bấm kích liên tục nha. Rồi xong, mất khoảng mười mấy cái cũng thốn á, được 3 lỗ rồi. Giờ tới lỗ thứ tư là dùng cái hàng ngọc tinh túy này, thì đi đi đổi hàng ngọc tinh túy luôn, đi qua lâu la, qua lâu la đổi. Qua lâu la là chỗ bảo thạch dưới này nè. À, lậu à, qua lâu la tới chỗ đi phiêu lưu phàm, lậu 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 chỗ mà sứ tẩu sao này hợp thành ngọc nè, thì nó sẽ hợp thành cái viên hàng ngọc này nè, 5 cái này với một vàng là được hàng ngọc tinh túy nè. Đó, để đục lỗ 4 lỗ rồi đi đục luôn, hoặc là sang tiền ở đâu lăn luôn cũng được. Ok, đục tiếp. Rồi xong 4 lỗ rồi, ok thì bây giờ mình sẽ phân tích là đang đợi đổi cái món nhẫn nào ra ha. Trước tiên là cái nhẫn này, nhẫn này thì có 4 dao băng công, quyền công, chí mạng và thế lực. Nhẫn này thì hiệu quả chân nguyên nó cao hơn thứ hai mấy điểm này, 23 điểm này. Còn cái nhẫn dưới thì nó 6 dao quyền công, là cái ngâm này đi liền nha, quyền chính xác, nội lực, thế lực, trí lực. Thì mặc dù cái nhẫn này nó cái dòng quyền nó ít hơn nhưng mà mình vẫn chọn cái nhẫn này. Từ khoan cái này 8 sao, 8 sao mà 4 dao mà nó hơi phí. Còn này là 8 sao mà 7 dao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
nhưng mà để bãi sau thật phải được hơn. Mình suy nghĩ thử. Ok, thì sau một hồi suy nghĩ thì mình thấy là cái art này ít cái đầu tư nhiều, cho nên cái nhẫn này nó có tới 6 vòng, chính xác rồi nữa, nội lực rồi nữa, mặc dù điểm nó cộng ít hơn xíu nhưng mà thôi, nó 6 vòng là đâu bữa muốn tẩy tẩy nó cũng dễ, nó cũng ra nhiều vòng thì nó cũng xịn hơn, nó đều hơn nhưng mà nó xịn hơn. Còn này mặc dù nó 8 sao nhưng mà nó có 4 vòng thôi thì hơi khó, hơi phí, là nó một lỡ nó tẩy là hơi phí. Ngày bây giờ mình sẽ đổi ngọc của cái nhẫn này ha, tăng phá thiên nha. Này rồi thì mình sẽ thử là dùng cái bảo thạch cần câu nhi được không. Đó thì nó nói là trang bị trùng lâu mini là không có dùng chức năng là được đó, cho nên là chúng ta chỉ có thể là một là chúng ta dùng trích, trích bình thường, trích 4, trích 5 gì đó, ngọc này ngọc 4 với 5 này. Còn hai là chúng ta sử dụng bằng bảo khảm 5 phụ và trích trừ phụ bây giờ để mình tính tiền trước nha. Cái nhẫn này nè, này cái nhẫn này trước tiên là tốn cái viên kết kết 4 thì là nó bằng cái trích 4 luôn, một cái trích 4 nè, một cái trích 5 nè, một cái trích 5 nè, và một cái trích 4 là tổng cộng là 2 trích 4 và 2 trích 5, mà 2 trích 4 với 2 trích 5, 2 trích 4 là 80 kim, một cái là 160 kim, 2 trích 5 là 800 kim, 800 cộng 160 là 960 kim, 960 kim là trích ra rồi, sau đó thêm 4 cái này nữa là 4 căn nhà 100 đi, con này là 100 đi, là 400, 960 tiền trích nha, cộng cho 400 tiền khảm nữa là khoảng 1 k 360 nguyên bảo ha. Thì ở này đang có cái bảo khóa đủ nè. Cái thứ hai nếu mà làm theo hướng này thì sao, anh làm theo hướng này nè, dùng cái vận bảo khảm 5 phù nè, là chúng ta sẽ mua 4 cái này, 4 cái là 800 nè, rồi phải tám trăm hết rồi, cộng thêm cái gì nữa ta, phải khảm thêm 4 cái viên ngọc của bác vô trong này nữa, khảm thêm 4 viên ngọc của bác vô trong này nữa, có đâu cần đâu, là khảm mà khảm xuống luôn á. À rồi để mình giải ngố, tức là cái sử dụng cái kỹ năng là bảo thạch, đó rồi đây, sử dụng kỹ năng bảo vật, đổi bảo vật tiền lợi thì nó đổi ngân hàng với nhau, dùng như cái viên trên này của viên này phải có thì nó mới đổi cho nhau được, chứ không thể là ở trên này có mà ở dưới này không có thì không có đổi qua được, mình nhớ là vậy đúng rồi. Cho nên là nếu mà cái tiền làm theo cách mà sử dụng bảo thạch vạn bảo thì chúng ta sẽ tốn một tập, trước tiên là chúng ta phải khảm 4 viên ngọc của bác vô trong cái bốn cái trồng lâu này để nó vô trong đó, sau đó chúng ta khảm thêm 4 viên khảm 5 phù vô trong đó nữa, đó là trên cái slot dự bị nữa, tức là chúng ta khảm vô ở chỗ nhẫn tray này đó, khảm thêm 4 viên trên này, sau đó chúng ta phải khảm 4 viên bình thường vô trong này nữa, trên cái món này, sau đó chúng ta sử dụng kỹ năng này nè, vẫn giữ nhẫn cũ trước nha, sau sử dụng kỹ năng này để cho nó đưa cái này nè lên trên cái hầm dự bị này nè đó, sau 5 phút sau mình gắn cái mình tháo nhẫn nó ra, mình tháo nhẫn nó ra, mình gắn nhẫn này vô, gắn cái nhẫn này vô đó, sau đó mình bấm kỹ năng này, cái hàng mình dự bị hồi nãy nó ở đây này, dự bị ở đây này xuống lên lại, nhưng mà muốn nó xuống được á thì cái nhẫn này nó phải khẩm ngọc trước, chứ không được không được để không đó, cho nên là nếu cách này mình làm mình sẽ tốn là 800 kim nguyên bảo thì khẩm bằng bảo cộng thêm 400 kim mình bảo là 1 k 2 đó, thì cách này rẻ hơn cách cái cách hồi kia là 120 kim, hồi nãy là 1 k 360, 1 k 360 lớn hơn 1 k 2 thì tiết kiệm được là 160 kim nguyên bảo. Tuy nhiên thì cách này sẽ sử dụng kim bảo khóa, à không khóa chứ, còn cách kia sử dụng kim bảo khóa, thì video lần trước mình cũng đã khuyên là
nếu mà các bạn học full năm đó lên á, full năm luôn á, thì mình mới nên dùng cái cách là vận bảo à. Lý do tại sao? Bởi vì nếu mà full năm là chúng ta mua 4 nước trích năm là đã 1k6 này, 1k6 là chưa gì, tiền trích đó là 1k6, mà trong khi cái tiền này chỉ làm không nó chỉ có 1k2 thôi, nó rẻ hơn tới 400 kim mình bảo thế không. Nếu ngọc full 6 là thấy nó còn rõ hơn nữa, ngọc full 6 là nếu mà mua 4 cái trích 6 là sắp 8 là kim rồi, trong khi nếu làm cái cách này cái tiền trích nó chỉ có là 1k2 thôi nè, thấy không đó. Thì bây giờ mình làm theo cách bình thường nha, tại vì mình phân tích ra thì mặc dù cái cách mà dùng cái này á nó vẫn rẻ hơn, nhưng mà rẻ hơn 160 kim mà, do cái hạt này ngập full full 4 là chính, cho nên nó không có tiết kiệm được nhiều, sẵn tiền nó đang có kim bảo khóa luôn, nên dùng kim bảo khóa. Vậy thôi giờ trích bình thường trước ha, mình mua tháo bằng bảo bảo thạch lộc tháo này, tháo slot số 4 trước. Nó mình ta mua trước đi, mua hai cái dục kim bảo khó nha, bảo thạch, mua hai cái trích 4 này, hai cái trích 5 này, rồi trích cái viên số 4 này trước, viên kép 4 này trước, trích 5 này, trích 5 này, trích 4 này, đó. Rồi trích ra rồi, sau đó bây giờ bình thường tao khẩm lại thôi, khẩm 4 cái viên ngọc mà vô trong cái trùng lâu triệu. Rồi mua 4 cái này, 4 cái, còn 766 kim vào ha, khẩm vô. Không tin họ cầm rớt đi. Mình cũng tính rất là nó làm sao lại cái xài và xài xài cái slot bằng bỏ này dễ, tôi tính trước là cái hậu thông họ thử kết kết đó để hai liên kết sát ngày đó. Ok, thế là khẩm xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chuyển dịch cường hóa điêu văn các thứ. Cửa hóa đi, và chúng ta qua Lạc Dương chuyển dịch điêu văn trước, chuyển dịch điêu văn này từ cái món cũ qua cái món mới, mất 10 và thăng phát điêu văn cấp 4 xong em lên đây này. Cửa hóa là cái thống nhất tốn thương trăm và thờ cũng cửa hóa, thờ cũng đang có vàng mà. Cửa hóa trang bị này, di chuyển cửa hóa này đó, trăm vàng này. Rồi bây giờ nó bên này nó chưa có thăng linh thì thôi không sao, còn nếu có thăng linh rồi lần trong bị mua quyền rồi á thì á tinh thông chưa có chuyển qua này thì phải qua chứng minh, chuyển qua thao mắt cũng bình thường không sao ấy. Chuyển giờ thuộc tính tinh thông trang bị nè, cái cũ và cái mới nè, mười vào rồi xong ha. Ok thì đây là gắn trùng lâu vô hai trùng đó, đẹp gói đang liền ha. Ok thì và mọi người thì sau khi phân tích thì mình thấy là sử dụng cách bình thường là cách trích mua trích 4 trích 5 thôi. À, nếu mà bữa sau đi, bữa sau mình sẽ demo cho mọi người cách dùng trích 6 ha, dùng dùng gì ta quen dùng vạn bảo trích trừ phù để mà tiết kiệm tiền tiền trích trích ngọc 6 đó. Rồi bye bye mọi người.